Vinrose. Ngoài bà xã của mình ngày hôm nay ra thì những cái đối thủ còn lại bạn đánh giá cao ai nhất? Chỉ cần có bà xã mình trong team thì cái team đó coi như bỏ đi. Cũng giới thiệu ca sĩ mà. Bài hát của bài hát của bà còn không nhớ tên nữa mà. Tuyệt vời. Còn Lương Minh Trang, hồi nãy thì Vinrose đã có những cái lời khen có cánh dành cho bạn rồi. Nếu mà cho mức độ đánh giá về âm nhạc dành cho Vinrose, bạn đánh giá Vinrose ở mức nào? Dạ, giống như chồng em nói nãy thì có em trong đội, em chắc chắn. Dạ thì... chị, người ta hỏi là bạn đánh giá mình, bạn okay, ơi. Ok, à, có rồi. Bạn là mình thua chắc rồi. Gia đình thì hạnh phúc nè. Gia đình thì hạnh phúc nè. Tôi không tin luôn, thiệt. Anh ơi, em định để cái lượt cuối này cho Vinrose chọn. Anh mời về trước như vậy. Thua chắc luôn. Thứ nhất là bị vấn đề kiến thức nè. Thứ hai là bị vấn đề tâm lý nè. Anh Vinh, bên đội rồi. Em á có một cái thánh gọi là thánh bấm chuông á. Kim Nhã. Coi như là Kim Nhã bên đội nào là cái chuông mới đó bị liệt rồi. Không nói nha. Đường cong. Alibaba. Rồi tiếp. Lặng. Thì nó chưa gì không nói. À quên, xin lỗi nha. Alibaba. Đừng có đè cái tay làm cái gì. 4, 3, 2, 1 mất người trả lời. Sống xa anh chẳng dễ dàng. Tiếp. Anh không biết chẳng diễn tả sao luôn á. Cái mượn đâu coi rồi. À đi rồi. Đường cong. 4, 3, 2 trả lời 1 là đường cong. Đường trong sai bét. Không chính xác. Cùng một bài hay khác bài vậy? Cái gì vậy? Câu câu. Tiếng sổ đâu mà. Không lấy sổ cũng được. Củ niêu chính xác. Này em ngoan nhé, mau lại đến đây. Củ niêu để đi xa xa bên kia có má kia. Củ niêu bên mình tôi luôn chỉ có tôi thôi. Bên mình thua bạn. Bên mình thua. Muốn anh trai không biết bài củ niêu. Lần đầu trai diễn là lời bài hát nhưng vì quá khó. Nhưng mà bài này khi mà chỉ cần là mấy bài cúng yêu rồi. Điểm số hai đội như sau. Đội của Quốc Bảo, hello, 2 điểm. Hello. Đội của Sâm Luân, hey yo, 6 điểm. Cái đĩa đang về gần tới nhà đó. Chúng ta sẽ đến với ca sĩ thứ tư. Đây là một ca sĩ bất đắc dĩ. Chúng tôi vừa mới tuyển cách đây 2 giây. Vinrose. Vinh hát hay lắm, bậy rồi. Bây giờ chưa nghe. Không, tên đang nhà vô lấy. Ừ, thôi. Rồi. Ghê. Bài gì kỳ vậy cha? Bài gì, ok. Em mưa, ngày vui sẽ bóng, vui lòng chia xa. Quen quá vậy. Ông ta nói vui ra phim vừa rồi đó. 4, 3, 2, 1. Thái Nam được rỡ. Chính xác. Sáng cao, gió leo sao ngả hàng phi lâu. Phút ai ân, đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào. Đang kêu làm khó lên làm dễ quá chứ vậy. Cuộc sống mà. Dễ mà sao không bấm đi. Dễ quá, bấm không kịp. Ê mà bên này thì lạ ha, bác hát dở đoán mới được, hát hay đoán được. Bây giờ, ca sĩ thứ năm, Kim Nhã. Hả? Trời ơi. Chị cố lên. Cố lên. Quay qua bên này che khẩu hình lại. Hồi nãy bên này hát cho bên đó đoán rồi đó nha. Hai. Bài hát ra tiếng rồi. Một. Don't you let me. Cái gì kì? Na 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 na. Na 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 na. Don't you let me. Đổi người luôn anh. Đổi con tắt đi. Hãy đi. Don't you let me down, baby, don't let me down. 5, 4, 3, 2, 1. Không biết. Hết thời gian. 5, 5, 1. Thì cái bài đó là Let Me Down thì biết rồi. 2, 1, bài Don't Let Me Down trong thời gian. Cái gì nè. Thì biết không? 7. Không chính xác. Lớn lên, hát lớn lên. Lớn lên. Đừng có nhảy nữa. Tập trung hát đi. Ta không hiểu gì đâu. Bài hát này kiếm đâu ra vậy ta? Mỗi bài đi. 5, 4,
3 2 1 My girl. Chính xác. Yeah. Hay quá vậy. Hay quá vậy. Hay quá vậy. Đồng đến video ở đâu ra vậy? Diễn viên lồng tiếng. Mẹ không nghe. Diễn viên lồng tiếng, diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, kim nhã. Hát không ra nốt nào. Điểm số 2 đội như sau. Đội của Song Luân là 8 điểm. Đội của Quốc Bảo là 10 điểm. Rồi, rồi, rồi. Dạ, dạ, dạ. 5 4 3 2 1 3. Hết thời gian. Subai Vĩnh Khang. Ghi cái gì vậy? Hồi nãy ghi lộn ghi dài. Giờ ta sửa là đi ngắn, đâu có gì đâu. Bên Nhã ghi cái gì? Coi ghi cái gì kìa. Ừ, đá môi đi Nhã, camera thấy rồi ha. Bên Subai Vĩnh Khang. Subai AK. Subai AK hả? Ê chị Trang ơi, Super AK. Hay hai mặt gia đình xin lỗi mọi người. Khi anh nắng lên. Cái đó là Super bác sĩ. Super ung gì đó anh, ung gì đó. Anh ung, anh Super ung. Xin ung. Không thể chấp nhận này chú Khang được. Chữ gì vậy? Ủa chữ gì vậy? Không. Không, cái này là giống như là mình viết nó. Thư pháp. Ừ. Lên dĩa luôn nha. Ừ. Đáp án chính xác, Suboy anh Khang. Cho bao nhiêu yêu thương anh trao em. Từng ngày rộn ràng trôi qua thêm và gửi lời yêu lắm ôi quê hương. Có hết mọi người, có hết. Bài hát thứ hai xin mời. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Ta mơ ước dưới mưa chân lan du mỏi mòn. Khi tình yêu đẹp, đẹp gì đó. Gì đó. Xa tháng năm bơi lâu tìm kiếm. Ai ai đẹp. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Đậu thông trước rồi mà tại sợ anh kia biết đáp án á đem ra thôi. Mới đội được cộng 8 điểm. Chính xác. Xin trong tầm tay. Những ưu tư đã vụt bay. Bàn chân hoan nghe đã về. Bước qua bóng đêm mộng mê. Và hát kế tiếp xin mời. Đi tìm một lời yêu thương khi trái tim toàn thứ. Quen lắm, quen lắm. Dáng em hôm nào chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Hoàng Hải. Ta đợi em khóc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Nóng nhạc Việt Minh. Đôi mặt cười. Chỉ một lần thôi đã cho anh nhung nhớ. Ủa? Em ghi hai đáp án rồi bù cho một người nha. Cái B với cái Hoàng Hải nè. Có B nè, có B nè. Vậy luôn hả gì? Cho ba chính xác. Đó chính là Hoàng Hải. Thời gian em nắng vội đi qua. Hey em đâu rồi? Hãy quay về đây gặp anh một lần nhé. Bảo được cộng 8 điểm. Đội của Song Luân trừ nữ hoàng thủ đoạn ra chân bản rồi ráng thò ra viết lại đáp án nữa được cộng 3 điểm. Chúc mừng. Yeah. Bây giờ bài hát cuối cùng xin mời. Chú em đi. Khoa chú em đi ngon đúng không? Hả? Chú em đi ngon đúng rồi. 4 3 2 1. Chú em đi ngon. Hết thời gian. Em đi gì hả? Em không có viết được. Đâu, cái này là cái phong cách viết mới nè. Hồi xưa mình đi học mình hay đổi lại vậy đó. Em biết nè. Cái nhóm này em biết nè. Quốc Bảo cộng 8 điểm, Song Luân. Mày cứ chiến cho lòng nhà. Mày cứ chiến cho lòng nhà. Chúng ta kết thúc vòng thi thứ tư. Điểm số như sau ạ. Đội của
Quốc Bảo 38 điểm. Đội Xuân Luân 27 điểm. Vô vị trí, về 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 về. Đi đi. Vô vị trí phong thủy nha. Phong thủy nha. Sẵn sàng chưa? Âm nhạc bắt đầu. Vô 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 vô. 5 4 3 2 đâu lớp đâu đây? Đâu lớp đâu đây? Chính xác. Vậy điểm số như sau ạ. Xong rồi. Đội của Sông Luân là 29 điểm. Vỗ tay. Đội của Quốc Bảo là 44 điểm. Ôi ngại quá. Ôi ngại quá, ngại quá, ngại quá, cao điểm quá, ngại quá. Hồi nãy là giao cái luật là đứa nào thắng là bằng điểm bên kia mà. Cái này phải 29 điểm luôn chứ. Nào Luân, Minh Râu, Minh Giang, Băng Di, tàu đã tới. Anh giỏi nha. Thấy chưa? Về sau nha. Có gì nhớ gửi quà về nha.